về hen dị ứng và dinh dưỡng nhi khoa. Hôm nay, bác sĩ rất vui khi được chia sẻ với các mẹ về một chủ đề vô cùng quan trọng, đó là 1.000 ngày đầu đời của bé yêu. Các mẹ có biết rằng giai đoạn này được các nhà khoa học ví như cánh đồng màu mỡ để gieo hạt cho sự phát triển toàn diện của bé không? Mỗi một hạt giống chúng ta gieo trong giai đoạn này sẽ quyết định đến sự sinh trưởng của cây trong tương lai đấy ạ. Vậy thì làm thế nào cho bé yêu của chúng ta phát triển khỏe mạnh và thông minh nhất? Cùng bác sĩ Hương khám phá. Trước khi bắt đầu thì bác sĩ có một câu đố nho nhỏ cho các mẹ. Hả? Các mẹ có biết tại sao sữa mẹ lại được gọi là thần dược cho bé không? Hãy cùng đoán xem nhé. Phần 1 là sự quan trọng của 1.000 ngày đầu đời. Các mẹ đã đoán ra đáp án chưa ạ? Đúng rồi đấy, sữa mẹ chính là thần dược bởi vì nó chứa rất nhiều kháng thể giúp bé chống lại bệnh tật, đồng thời cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Các mẹ có biết không, trong 1.000 ngày đầu đời thì não bộ của bé phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỗi một phút trôi qua thì hàng triệu kết nối thần kinh mới được hình thành, và dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định cho sự hình thành và phát triển của kết nối thần kinh này. Vậy nên các mẹ hãy dành thật nhiều sự quan tâm cho dinh dưỡng của bé trong giai đoạn vàng này nhé. Sữa mẹ, thức ăn vàng cho bé. Như bác sĩ đã nói, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Sữa mẹ không chỉ cung cấp đủ các chất dinh dưỡng mà còn chứa kháng thể giúp bảo vệ bé khỏi bệnh tật. Ngoài ra thì việc cho con bú còn giúp tăng cường tình cảm mẹ và bé, tạo cảm giác an toàn và hạnh phúc cho mẹ. Có nhiều mẹ lo lắng rằng sữa của mình không đủ cho bé, nhưng thực tế hầu hết các bà mẹ có đủ sữa để nuôi con. Chỉ cần mẹ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý là cho bé bú đúng cách thường xuyên là được. À, các mẹ đừng quên, sữa mẹ còn có một công dụng đặc biệt nữa, đó là giúp mẹ giảm cân sau sinh đấy. Nếu không đủ sữa mẹ thì các mẹ cũng đừng quá tự trách nhé. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và sức khỏe của mẹ đấy. Hiện nay thì có rất nhiều loại sữa công thức cố gắng mô phỏng lại sữa mẹ một cách tốt nhất rồi. Phần 3, ăn dặm đúng cách. Sau khi đã cung cấp cho bé nguồn sữa quý giá thì bước tiếp theo là giúp bé làm quen với các loại thức ăn đặc. Giai đoạn ăn dặm là một giai đoạn vô cùng thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách với các mẹ. Bác sĩ hay nghe các mẹ hỏi, con nhà mình kén ăn quá, làm sao bây giờ? Thực ra thì trẻ con rất tò mò và thích khám phá. Các mẹ hãy biến các bữa ăn thành một trò chơi thú vị để kích thích thị giác của trẻ. Ví dụ, chúng ta có thể tạo hình các món ăn thành những con vật ngộ nghĩnh, hoặc là cho bé tự tay cầm thìa để xúc ăn. Và nhớ nhé, khi mà cho bé ăn dặm thì các mẹ nên bắt đầu với những loại thức ăn đơn giản, dễ tiêu hóa như là bột gạo, chuối nghiền, bí ngô hấp. Sau đó thì dần dần tăng độ đặc và đa dạng hóa các loại thực phẩm. Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, luôn luôn nhớ rằng kỷ luật bàn ăn là quan trọng nhất. Trong bữa ăn thì đừng bao giờ dỗ con ăn bằng máy tính, điện thoại hay đồ chơi, vì điều này tạo thói quen xấu cho trẻ đó. Mỗi bữa ăn chỉ nên kéo dài 30 phút. Và nếu con không ăn thì đừng ép buộc mà hãy để cho con được đói. Việc ép buộc sẽ làm cho trẻ cảm thấy sợ và ghét bữa ăn, thậm chí có thể khiến cho con bị ảnh hưởng về mặt tâm lý nữa đó. Phần 4 là những sai lầm thường gặp khi cho bé ăn. Trong quá trình chăm sóc bé thì chắc hẳn ai cũng từng mắc phải một vài sai lầm nhỏ, và việc cho bé ăn cũng không phải là ngoại lệ. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là các bé ăn quá mặn hoặc quá ngọt. Việc nêm nếm quá nhiều gia vị có thể gây hại cho thận của bé và làm giảm vị giác tự nhiên của bé. Bác sĩ thì đã từng gặp trường hợp có một bé chỉ thích ăn mì gói vì đã quen với vị mặn của mì gói. Các mẹ ạ, hãy nhớ rằng khẩu vị của bé hoàn toàn có thể thay đổi. Vì vậy, hãy cho bé làm quen với các loại thức ăn tự nhiên nhé. Hương vị tự nhiên sẽ giúp con cảm nhận trọn vẹn thực phẩm và tốt cho hệ tiêu hóa, bài tiết của con hơn. 5 là tầm quan trọng của giấc ngủ. Các mẹ có biết rằng khi ngủ thì cơ thể chúng ta sẽ sản xuất ra hormone tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và cân nặng. Ngoài ra thì giấc ngủ còn củng cố trí nhớ và tăng cường hệ miễn dịch. Để bé ngủ ngon thì các mẹ cần tạo ra một môi trường ngủ lý tưởng cho bé. Phòng ngủ nên yên tĩnh, thoáng mát và tối. Trước khi đi ngủ thì các mẹ có thể cho bé tắm, đọc truyện hoặc là hát ru để bé thư giãn. Các mẹ nhớ là đừng nên cho bé xem tivi hoặc chơi điện thoại trước khi đi ngủ nhé. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của bé, khiến cho bé khó ngủ. 1.000 ngày đầu đời là khoảng thời gian vô cùng quý giá để chúng ta xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bé bằng cách cung cấp cho bé một chế độ dinh dưỡng cân đối, một môi trường sống lành mạnh và một tình yêu thương vô bờ bến. Chúng ta sẽ giúp cho bé phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Các mẹ ơi, hãy luôn nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập với những đặc điểm riêng. Vì vậy, hãy quan sát và lắng nghe bé để có thể đáp ứng tốt nhu cầu của bé. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về video mới nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.